Kết hợp tiếp theo để chúng ta thử ánh sáng đó là giữa VeriSun và những thông số chỉnh trong camera. Ở VeriSun các bạn đã biết chúng ta có thể chỉnh các thông số đèn dựa vào Intensity Multiplayer. Đầu tiên tôi sẽ tăng cái phần này lên, giả sử tôi tăng 1.3 và render. Thì thấy rằng cảnh chúng ta cũng sáng lên một chút. Nhưng ở trong camera cũng có chức năng khá hay nữa để chúng ta cùng nhau hiệu chỉnh qua lại giữa VeriSun và camera để được cảnh đẹp hơn. Ở đây tôi không dùng đèn VeriBlend ở đây. Các bạn chọn H và bấm camera hiển thị. Tôi sẽ chọn cái camera chúng ta đang chọn, đó là camera số 1. Tôi OK. Là camera chúng ta đang nhìn và ra đây là cạnh này. Ở camera các bạn chú ý trên này. Chúng ta có thông số F-number. Cái khẩu độ của ống kính thông số này nhỏ thì ánh sáng sẽ sáng hơn. Tôi có thể cho thành 6 và khoanh vùng kiểm chứng cho các bạn thấy. Ánh sáng đã tăng lên khi tôi giảm thông số này. Vì vậy, khi các bạn tăng thông số này thì nó sẽ tối đi. Tôi bấm để hiển thị một ánh sáng mà tối. Bên cạnh đó, chúng ta có một thông số tiếp theo gọi là shutter speed, tốc độ màn trực. Thông số này giảm thì ánh sáng cũng sẽ sáng lên và sáng hơn. Tôi có thể cho khoảng 80, 180 và khoanh vùng và tiếp tục render. Thì ánh sáng có phần sáng lên tiếp. Còn một thông số cuối cùng mà tôi lưu ý các bạn đó là phim show, tốc độ chạy của phim. Thông số này thì ngược lại hai thông số trên, chúng ta càng tăng thì càng sáng, tôi tăng 200 và render lại. Tiếp tục so sánh các bạn thấy ánh sáng bây giờ chúng tăng quá cao, có xu hướng cháy hết rồi. Vì vậy ba thông số này của camera kết hợp với VeriSun các bạn phải làm hết sức nhuần nhuyễn. Ví dụ tôi cho thông số này là 7, thông số sức chơi xích tôi cho khoảng 160 và phim stereo tôi cho bằng 150 và đem lại toàn cảnh. Tôi thấy với ánh sáng này tôi có thể chấp nhận được. Thì đây là một cách thứ hai chúng ta kết hợp giữa camera và VeriSun để lấy một cái ánh sáng tốt nhất cho cái cảnh của chúng ta.